Mấy thằng ngựa con cởi rồi. Cái gì? Thằng ngựa con cởi hả? Đúng rồi. Thôi, để khi khác là con không được đâu. Không chịu không, không bây giờ à. Nghe lời ba để khi khác đi, không cởi, cởi ngựa, không có đổ ổn đâu. Trời ơi, thôi mà, nghe ba nói nè, đừng ba cởi không có nổi đâu. Không, ba nổi mà. Bây giờ khi nào mà con giật vào áo ba là ba phải kêu hí nha. Rồi té bây giờ đó, xuống đi con. Rồi 1, 2, 3, ba đứng lên đi. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Rồi giờ 1, 2, 3 đi ba hí nha. 1, 2, 3 ý lên đi ba. Thôi lên không nổi lên. Lên đi. Xuống rồi. Ngựa gì mà yếu muốn chết à? Trời ơi, ngựa cũng phải già chứ con. Không chịu đâu. Tiếp đi ba. Tiếp cái gì nổi nữa, cục cái lưng nó qua rồi nè. Đi mà. Đi mà ba. Ba mổ rồi, để ba lên nằm nghỉ xíu con ơi. Cố lên ba, cao lên, miếng nồi, gắn lên, yeah. Xuống. Cho. Gì ba? Cho bà nghỉ chút đi, tao quá. Nhanh đi mà ba. Ồ, cho bà nghỉ chút xíu đi, ba mệt quá chút xíu rồi bà cởi tiếp. Vậy thì con sẽ đi cưỡi ngựa Julian. Ngựa Julian là ngựa gì? Là con ngựa của Tâm Anh cưỡi ba. Trời ơi, nói ba nghe nha, ngựa Julian chạy nhanh lắm á. Con muốn cưỡi ngựa chạy nhanh như ngựa Julian. Đi mà ba. Cho ba nghỉ ngơi chút đi xíu mà. Đi ba đau quá thiệt á. Đi một lần thôi mà, một lần thôi, một lần. Bây giờ về đi, con sắp thi rồi đúng không? Mà hai chuyện đâu có liên quan gì đâu ba. Thôi ba đừng đánh trống lảng, đi mà. Nghe ba nói nè, có liên quan ba mới nói chứ. Nếu như kỳ thi này con được 10 điểm, ba sẽ cho con cưỡi ngựa Julian, chịu không? Ba nằm mơ sao vậy? Chỉ con được 10 điểm mà không có tưởng thôi. Bởi vậy ba mới nói. Ráng thi đi, ráng thi được 10 điểm, ba sẽ cho cưỡi ngựa Julian ha. Ba nói thiệt, ráng đi. Mà ba hứa rồi nha. Ừ. Một miếng. Đây. Xin hứa nha. Hứa. Vậy là anh hứa là Lam Chi mà đã được 10 điểm thì anh nhờ Julian làm người cho nó cưỡi đó hả? Ừ. Anh hay quá ha. Rồi lỡ như nó được điểm 10 rồi sao? Trời ơi, lo gì, yên tâm đi. Lam Chi làm gì được điểm 10 mà em sợ, toàn là 10 ngược thôi mà. Làm mê cũng thấy có được điểm 10. Nó mà được điểm 10, anh tính sao cho coi được đó. Không có được đâu, yên tâm đi. Lam Chi ơi, mình làm xong rồi nè. Bạn chép liệu rồi còn đưa cho mình đó nha. Thôi khỏi đi, tao không thèm đâu. Bạn học đó hả? Bộ đuôi sao không thấy? Tao đang học bài. Lần đầu tiên hả bạn học đó nha, lạ ghê. Tao nói cho mày biết nha, tao mà chịu học á là tao dở hơn mày gấp trăm ngàn lần luôn. Làm bài đi. Hãy đợi đấy, tao sẽ cưỡi được mày. Lam Chi, em nhỉnh gì vậy? Tập trung làm bài đi.
con nhỏ này sẽ mang về vô nha. Con được 10 điểm nè. Cái gì? Hả? Con được 10 điểm thiệt mà. Trời ơi, 10 điểm thiệt. Làm chi ơi? Giỡn trời ơi, điểm 10 đầu đời của con. Con được 10 điểm rồi, Giê sẽ được cưỡi ngựa. À, đúng rồi, 10 điểm rồi, cưỡi ngựa thôi. Cưỡi ngựa cái gì? Thì con ngựa Julien đó mẹ. Yeah, ngựa phi, ngựa phi, ngựa phi. Ngựa phi, ngựa phi, ngựa phi. Yeah, yeah, yeah. Nghe là ý của chị là muốn em làm ngựa cho Lam Chi cưỡi hả? Phải đó. Thật ra Lam Chi nó rất có thích trò này. Chị mở miệng ra nhờ em á, chị cũng áy náy lắm. Nhưng mà chị cũng không biết phải làm sao nữa. Em đang giúp đỡ giùm cho chị nha. Giúp đỡ giùm cho chị đi. Từ hồi đó tới giờ Lam Chi lần đầu tiên trong đời nó mới được 10 điểm đó. Please, em giúp đỡ giùm cho chị đi. Một lần này thôi. Coi như là em giúp đỡ bạn bè đi. Chị hứa là chị sẽ hậu tạ em xứng đáng nha. Ok, ok chị. Cô Liên. Julien, làm chị tới gặp con kìa. Tới rồi hả? Ừ, Julien, con bé nó gặp anh chưa vậy? Chú mang này rồi. Rồi còn cái này là cái gì đây? Là đế sắt á. Khi mà chú mang về vô nha, chú chạy về nè, thì nghe cái tiếng lộc cộc mới giống ngựa được. Chú mang vô lẹ đi. Chú cúi đầu xuống miếng đi. Hả? Cái gì nữa vậy? Cái này cái gì vậy con? Trời, ủa chú không coi phim luôn hả? Trong phim mấy con ngựa nó hay đéo này nè. Mình cần phải thay nhiều thứ nữa. Chú mang về lẹ đi. Tại sao chú phải chạy tới khi còn thổi còi vậy? Cô làm cái gì vậy Lam Chi? Ngựa ngoan của ta tới giờ ăn rồi. Ngựa ngoan, cà rốt của mày đây. Quá, cái gì vậy? Làm ngựa thì phải ăn cà rốt chứ. Cắt, hạ lưng xuống, hạ xuống. Hay da, chị nhanh lên. Cái gì bây giờ phải chạy nữa hả Lam Chi? Đương nhiên rồi chú, phải chạy nhanh lên. Chị nhanh lên nữa, nhanh lên. Yeah, yeah, yeah. Hay da, hay da, hay da. Hay da, hay da, hay da. Hay da, hay da, hay da. Ăn miếng cà rốt đi nữa. À, giỏi. Chị nhanh lên, nhanh lên. Hí đi. Cái gì phải hí nữa hả? Đương nhiên là phải hí rồi, là ngựa mà. Ngựa phi, ngựa phi, băng qua